Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Giang Dogemon thành phố Hồ Chí Minh. Kính chúc tất cả các bạn ngày mới thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Xin cảm ơn. Các bạn thân mến, gặp lại hôm nay Giang xin được chia sẻ với các bạn một điều rất thú vị từ cây lưỡi hổ mà ít ai biết. Cây lưỡi hổ là loại cây cảnh được sử dụng khá phổ biến và rộng rãi hầu như ai cũng biết. Tuy nhiên, thời gian gần đây giống cây này được nhiều người thích thú, tìm kiếm cũng như mua trồng và trưng dụng trong nhà, và mọi người đặt cho nó một cái tên là cây thần kỳ. Và thế là kể từ khi cái cây này được mọi người mệnh cho cái tên là cây thần kỳ thì nó trở nên thu hút và khiến mọi người quan tâm nhiều hơn. Nhà ai chưa có thì phải tức tốc tranh thủ đi mua ngay hoài cây về nhà để trồng trước sân hoặc là trưng dụng trong nhà nha các bạn. Các bạn thân mến, quậy hãy cùng Giang khám phá xem cái cây này có cái điều gì bí ẩn và thần kỳ mà khiến nhiều người thích thú đổ xô đi mua. Tìm hiểu xem cái cây lưỡi hổ này có tác dụng gì kỳ diệu mà hấp dẫn được nhiều người như thế nha các bạn. Cây lưỡi hổ hay còn gọi là cây lưỡi cọp, cây lưỡi hùm, cây lưỡi gắn. Thân cái cây này là bọng nước, chiều cao trung bình từ khoảng 20 đến 100 cm, có nghĩa là từ 2 tấc cho đến 1 thước nha các bạn. Lá hình chữ V, có hai loại cấu hình của cái cây này như sau. Loại thứ nhất là nguyên cái thân hình của cái cây này nó sẽ có màu xanh nha các bạn. Loại thứ hai là cái khoảng giữa của cái lá cây này nó sẽ màu xanh, và cái phần bên ngoài quyền lá từ gốc đến ngọn là màu vàng. Cây này rất là dễ trồng nha các bạn. Nó nảy sinh thành nhiều bụi, chúng ta có thể tách từng cây nhỏ rồi để trồng. Sử dụng dùng để trồng ngoài trời, ngoài ánh nắng, hoặc là có thể trồng trong nhà và nơi không có ánh nắng nha các bạn. Các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta phân tích sơ lược về đặc điểm nhận dạng của cây lưỡi hổ. Kế tiếp mời các bạn cùng Giang đến với công dụng thần kỳ thứ nhất của cây lưỡi hổ nha. Khi chúng ta trồng trước sân nhà, khuôn viên nơi chúng ta sinh sống, ở trong nhà hoặc là trong phòng ngủ nha các bạn. Điều kỳ diệu thứ nhất là cây này có khả năng hút tài lộc và vận may rất cao nha các bạn. Và đặc biệt hơn, khi chúng ta trồng cái cây này mà nó chỗ hoa hoặc là chỗ bông thì lúc đó vận mệnh của cái người sống gần nó hoặc là chồng nó sẽ chuyển biến rất là tích cực nha các bạn. Tinh thần chúng ta sẽ luôn luôn sảng khoái và thoải mái, cũng như công việc suôn sẻ, làm đâu thắng đó nha các bạn. Các bạn thân mến, chúng ta đến với công dụng thần kỳ thứ hai của cây lưỡi hổ khi mà chúng ta trồng xung quanh khu vực chúng ta sinh sống nha các bạn. Cái cây lưỡi hổ này, ngoài việc nó đem lại quặng mai và tài lộc cho chúng ta thì nó cũng có khả năng hút chất độc hại và nguy hiểm mạnh nhất so với tất cả những các giống cây có công dụng tương tự nha các bạn. Cây lưỡi hổ có khả năng hút chất độc hại, hút không khí nguy hại và các chất khí thải gây bệnh ung thư xung quanh khu vực chúng ta sinh sống. Cây lưỡi hổ sẽ hấp thụ chất độc và chuyển hóa thành khí oxy thải ra bên ngoài, làm cho khu vực chúng ta sinh sống có nhiều khí oxy, thanh lọc hết các chất khí độc hại, đem lại cho chúng ta một môi trường không khí hít thở mỗi ngày an toàn và tốt hơn nha các bạn. Các bạn thân mến, chúng ta đến với công dụng thần kỳ thứ ba của cây lưỡi hổ đem lại khi mà mình trồng trong nhà, trong phòng hoặc là trước sân vườn nhà của chúng ta nha các bạn. Thì theo nguyên lý hít thở và quang hợp của tất cả các loại cây kiểng, cây cảnh cũng như hoa cỏ lá, thì ban ngày chúng sẽ hít vào khí carbon và thải ra khí oxy. Tuy nhiên ngược lại, ban đêm thì chúng sẽ hít vào khí oxy và thải ra bên ngoài khí carbon. Còn con người chúng ta thì lúc nào cũng hít vào khí oxy và thải ra khí carbon thôi nha các bạn. Rồi đến với cái cây lưỡi hổ thì khác. Cây lưỡi hổ công dụng thần kỳ thứ ba của nó là cho dù ban ngày hay ban đêm thì nó cũng chỉ hít vào khí độc và khí carbon và thải bên ngoài là khí oxy nha các bạn. Thì khi mà chúng ta trồng cái cây lưỡi hổ này ở khu vực trước sân, ở trong nhà hay phòng ngủ thì rất tốt cho sức khỏe chúng ta. Tại vì trồng trong nhà nè, nó sẽ thanh lọc không khí, hút chất độc hại và thải ra nhiều khí oxy, thì sẽ giúp cho cái bầu không khí chúng ta sinh sống nó trong lành hơn. Và nếu mà có nhiều cái cây này ở trong phòng ngủ, ví dụ như một cây, hai cây hoặc ba cây trưng ở những cái góc độ khác nhau, thì nó sẽ tạo ra nhiều khí oxy trong phòng ngủ, giúp không khí trong chúng ta trong lành, thoáng mát và sẽ dễ ngủ hơn, rất tốt cho sức khỏe của chúng ta nha các bạn.
Các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với công dụng thần kỳ thứ tư của cây lũy hổ đem lại nha các bạn. Thứ nhất, cây này nó có khả năng sống rất là lâu mà chúng ta không cần tưới nước hoặc là bón phân trong thời gian dài, nó vẫn sinh trưởng tốt. Thứ hai, cây này nó có khả năng sống trong môi trường đất hoặc là sống trong môi trường nước, không cần có đất mà nó vẫn sinh trưởng tốt luôn nha các bạn. Và nó có thể sống trong môi trường có ánh nắng hoặc là không có ánh nắng thì nó vẫn sống và sinh trưởng tốt bình thường. Thứ ba, hiện tại cái cây này ở ngoài thị trường đang rất là có giá trị, chúng ta có thể trồng hoặc là nhân giống để kinh doanh mua bán thì cũng có một thu nhập rất là nhiều nha các bạn. Tuy nhiên, cây lưỡi hổ hay là bất cứ cái cây gì không phải là thực phẩm thường xuyên để sử dụng phổ biến vào việc ăn uống mỗi ngày thì nó có tác dụng phụ nha các bạn. Cái cây lưỡi hổ này mà khi chúng ta ăn vào thì sẽ có cảm giác là buồn nôn, tiêu chảy, chóng mặt và khó chịu. Các bạn lưu ý, nếu mà chúng ta trồng và trưng dụng cái cây này ở trong nhà thì nên để ở trên nơi cao một chút xíu nha các bạn, tránh xa tầm tay của trẻ con và trẻ nhỏ. Các bạn nên khuyên con của con cái trẻ nhỏ trong nhà của mình là đừng có nên đụng vào nó, kẻo bị làm đau, để mà em bé sợ và tránh xa, không có đụng chạm tới cái cây này cho an toàn nha các bạn. Nếu như các bạn thấy chia sẻ lần này của Giang thực tế và hữu ích thì hãy dành tặng cho Giang một lượt thích hoặc là một lượt đăng ký ủng hộ kênh, và nhớ chia sẻ ra để nhiều người cùng biết thông tin này nha các bạn. Xin hãy để lại bình luận, đóng góp ý kiến của bạn về nội dung này để chúng tôi có động lực cho ra những video lần sau hay và hoàn thiện hơn. Nếu các bạn có thời gian, hãy đón xem video hay nhất kế tiếp của chúng tôi sắp hiển thị trên màn hình video này. Mến chúc các bạn cuộc sống luôn thành đạt và hạnh phúc. Xin mến chào và hẹn gặp lại lần sau. Xin cảm ơn và cảm ơn rất nhiều.